Các em ơi, chúng ta cùng chung một dòng máu, cùng mở mắt chào đời trong vòng tay âu yếm của ma giới ba, cùng sống chung nhau với một mái nhà, cùng được ma giới ba nuôi ta đến ngày không. Nhưng lớn lên rồi thì mỗi đứa một nơi, mỗi người một ngà, tất cả đều ở xa nên làm cho ba má lo lắng nhớ sẽ không thuận thảo với nhau, nên anh em mình đừng toan tính thấp cao, đừng hơn thua nhau từng lời ăn tiếng nói, hãy sống thuận hòa đoàn kết với nhau để cho vui lòng ba. sẽ được mọi người khen ngợi ca dương. Người vui nhất chính là ba má của mình, thấy chúng ta thương nhau đoàn kết, không tranh giành tài sản của má dưới vì rất nhiều gia đình đã xảy ra, họ xấu xé tranh giành nhau từ tất đất, xoay bơi móc môi hơn thua gánh tì, giết hại lẫn nhau lên quê.
mình có được cháu hiền rể thâu, biết kính trọng nghĩa nhân và xem nhẹ bạc tiền. Các em của anh đều phúc hậu nhân hiền, biết tôn kính họ hàng nội ngoại, cô bác láng giềng lối sớm gần xa. Dâu hiền thì rất hiếu hạnh với mẹ cha, còn rể thảo rất hòa đồng với bên giàu, nên cả nhà lúc nào cũng rạng rỡ, đoàn kết chung vui rộn rã tiếng cười. Các em ơi, anh em mình là Phật tử tại gia, thì cứ lo phụng dưỡng cha mẹ già, không cần tìm kiếm Phật ở đâu xa, khỏi lội núi trèo non tìm chùa cao Phật lớn. Tứ trọng ân là thờ cha kính mẹ, yêu đất nước đồng bào quý tam bảo tổ tiên, điều kiện ta giúp đỡ cho láng giềng hàng xóm, thấy ai lâm nạn ra tay giúp đỡ.